Chiếc tàu chở dầu treo cờ Việt Nam biến mất khỏi radar tuần trước đang trên đường trở về cảng Vũng Tàu sau khi được hải tặc phóng thích. Thuyền phó Phạm Văn Hoàng cho VOA biết, sau những sóng gió mấy ngày vừa qua, các thuyền viên trên tàu bây giờ tinh thần đã ổn định và khỏe lại. Ông cho biết thêm là có hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng. Ông Hoàng thuật lại những giây phút đối diện với hải tặc. Lúc biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu, nó lên nó bịt mặt hết. Nói chuyện với nhau là tiếng Indo thì bọn em nghe, bọn em thân quen thì em biết. À, nó có dao và súng anh ạ, nó dí dao và dí súng vào người và nó đánh trực quan ở trên buồng lái, xong nó xuống phòng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng, nó khống chế thuyền trưởng và dần dần nó khống chế thuyền viên, tất cả thuyền viên trên tàu và nó giam giữ lại tại một phòng. Ông Hoàng cho biết thêm, cướp biển đã lấy đi 2.000 tấn trong số khoảng 5.000 tấn dầu mà công ty ông chở thuê cho Singapore. Tàu Sunrise 689 thuộc công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng rời cảng ở Singapore hôm 2 tháng 10 và dự kiến đã cập cảng ở tỉnh Quảng Trị hôm 5 tháng 10. Nhưng chính quyền đã mất tín hiệu với tàu này suốt mấy ngày qua. Chị Nguyễn Thị Thu Lan, vợ của một trong 18 thuyền viên trên tàu Sunrise 689, kể với VOA về cú điện thoại ngắn ngủi của chồng chị sau khi được thả. Em cũng yên tâm rồi. Sáng nay là chồng em có gọi về được cho khoảng 30 giây thì thông báo là tàu bị cướp biển công và mất hết sang thiết bị với điện thoại xuống biển hay gì đấy, tóm lại là không còn cái gì cả. Thì chỉ báo với gia đình rằng là yên tâm, bây giờ đang trên đường để đi về Việt Nam. Sau khi tàu mất tích, Việt Nam đã nhờ các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore giúp đỡ. Loại bỏ khả năng tàu bị tai nạn vì thời tiết xấu, giới hữu trách Việt Nam cũng đã lường trước về khả năng con tàu bị cướp biển tấn công. Ông Nguyễn Vũ Điệp, quan chức công ty sở hữu tàu Sunrise 689, cho VOA biết lực lượng cảnh sát biển đã lên tàu để làm việc với thủy thủ đoàn và thay vì mũi Cà Mau như nhiều báo trong nước đưa tin, con tàu sẽ cập cảng ở Vũng Tàu. Với Vũng Tàu đâu có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Chứ bây giờ cặp cái chỗ khác mà không an toàn, mà không có nhiều các cái phương tiện để thứ nhất là đi lại, thứ hai nữa là củng cố rồi trang bị lại các trang thiết bị để mình chạy về cả chở hàng của chị. Khu vực Đông Nam Á năm nay chứng kiến nhiều vụ cướp táo tợn do hải tặc thực hiện, nhất là tại eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malay thuộc Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia. Từ đầu năm tới nay, đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước trấn áp trong thập kỷ qua.